Xin chào cả nhà nhá, là mình Thế Lòng Xe Điếu đây. Hôm nay mời cả nhà ăn sáng cùng anh em mình nhá. Đợt này thiếu người, anh em làm mệt, ăn sáng phải ngon ngon thì mọi người ạ. Hôm nay mình có ít tim tráng trứng về nấu mì anh em mình ăn. Đấy, đợt này mình chuyển ra ở riêng ấy. Đấy, buổi sáng hai vợ chồng 6:30 dậy để bắt đầu sang cửa hàng. Thời tiết này hơi lạnh ấy, nên anh em mặc ấm vào nhá. Đấy, mình đi gần sớm nhất trong nhà luôn, ra cửa ấy, vẫn còn chưa ai ra ngoài nên mình phải có cửa. Đấy, mình thuê cái phòng ngay ở gần cửa hàng thôi để đi lại cho tiện. Cũng rất là may ấy, mình ở gần chợ mọi người ạ. Dịch vụ ăn uống đi chợ, rau củ quả ấy. Đấy, vợ mình đi làm về sẽ mua đồ về nấu ăn. Đấy, sau đấy mình đi làm về rồi hai vợ chồng mình ăn. Cuộc sống cũng khá là tình cảm. Các cụ thường bảo ở với nhau 5 năm ấy thì sẽ bên nhau trọn đời. Thời gian 5 năm kiểm chứng ấy thì lâu lắm thôi. Trước tiên cứ ở được với nhau ngày nào vui vẻ là tốt ngày đấy rồi. Bác nào đang đói hay chưa ăn tối ấy, nhìn cái bát tim tráng trứng này của mình có thấy hấp dẫn không ạ? Đấy, vẫn là cái món mì thần thánh luôn. Đấy, hôm ăn bún, hôm ăn mì, hôm ăn phở ấy, mình cho tí hành vào. Phi thơm lên, thơm nhức mũi luôn cả nhà. Đấy, sau đấy cho tráng trứng nêm nếm thêm ít gia vị vào nữa. Đảo săn lên, dựng lại video thôi mà toát hết cả mồ hôi lưỡi cả nhà. Đấy, đợt này ấy, mình có mấy em nhân sự ở Sơn La này, mấy em về lại tìm mỗi ba nữa. Thời gian Tết căng thẳng đấy, nhưng mà có nhiều chuyện mọi người. Anh em ở xa lâu mới được về Tết lại phải cách đi nữa. Nhiều lúc em tiêm ấy, sức khỏe là quan trọng nhất rồi. Đây, các anh em nhìn cái bát tráng trứng này có thấy hấp dẫn không ạ? Bác nào đang đói thì đưa bát đây em múc cho một bát nhá. Vẫn là tô mì truyền thống thôi. Đấy, xong là mấy anh em ai làm xong trước ấy thì ra ăn trước. Đấy, nói chung là nhiều lúc ăn uống này không đợi nhau được cả nhà. Ai làm trước thì ăn trước thôi, còn bà nào làm xong thì ăn sau một chút. Đấy, làm thêm tí mì này, thêm tí tràng, tí trứng nữa. Anh em phải ăn thật khỏe thì mới có sức khỏe tốt để làm việc. Mình cũng rất là may mắn có những em nhân sự rất là chất lượng. Đấy, không ngại khó ngại khổ mà ạ. Việc gì cũng làm. Nhiều lúc làm mệt ấy, có cô em Văn Tiến ấy, đấy nó hay nói cái câu mà đúng thật sự bây giờ mình phải ngẫm nghĩ mọi người ạ. Đấy, có thể mệt mỏi về thể xác nhưng không thể mệt mỏi về tinh thần. Chưa kịp động viên các em thì các em đã động viên mình rồi. Năm nay dịch ra khó khăn thôi, anh chị cố gắng thêm một chút, bọn em cố gắng thêm một chút là ổn rồi. Nghỉ lại 2 tháng nghỉ dịch còn chả có việc mà làm, thôi anh em cùng cố gắng. Cảm động rớt nước mắt mà mình muốn khóc quá, không biết nói thật hay nói đùa nữa. Đấy, mời bạn ăn trước, hôm nay các em làm hơi khỏe nên anh phải nấu thêm bát sau đấy. Tiện làm thêm đĩa gan xào nữa, gan xào đấy ăn cùng mì cũng rất là hợp mọi người ạ. Sau đấy là ăn vội ăn vàng bát mì đấy để có sức trưa còn chiến đấu. Đấy, mình làm xong ấy cũng đến 10:30 cũng bắt đầu đến giờ khách đi ăn rồi. Lần này dịch về Tết các em phải cách đi theo dõi sức khỏe 7-8 ngày ấy, lên 22 mình sẽ cho nghỉ một cửa hàng để cho các em về sớm. Anh em trụ cột ấy, đây mấy bạn ở Hà Nội này sẽ ở lại làm hết đến 27 cả nhà. Chén xong bát mì cả nhà làm thêm muối bưởi nữa ăn cho mát ruột rồi bắt đầu vào ca. Bữa sáng của anh em mình đơn giản thế thôi. Cảm ơn cả nhà nhiều nhá.